trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em mong đi qua sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta hồng rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù đời. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng 3000 sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, đắp đón bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng từng tàn do tình yêu chúng ta. Nó gặm nhắm hết thơ mộng lãng mạn ở đây rồi. Sến quá đi bà ơi. Anh Cường, tắt nhạc đi. Dạ, con đi học ngoại ngữ. Mẹ quên rồi hả? Tuân lệnh, hết giờ con về liền. Người ta cho rằng điệu xì lô không cần tập, ai nhảy cũng được. Nhưng kỳ thực, để đạt được vẻ đẹp và sự thanh lịch, điệu xì lô cần đạt một số chuẩn mực về hình thể. Wow, Sư My, hãy thử với tôi, thị phạm cho mọi người xem nha. Anh không được khiếm nhã. Các bạn chú ý, cần giữ phong độ thanh tao. Nếu cứ tìm cách kéo người bạn nhảy gần mình, cô ta phải đánh giá thấp chàng trai. Hiểu rồi, mà sao tay chân cứ muốn quắp lại vậy ta? Tất cả các bạn nam trẻ thật sự muốn học thì nên chú ý. Nếu dìu không đúng cách thì bạn gái sẽ loạng choạng bước sai, rất dễ rơi vào trường hợp như thế này. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Luyện tập vào luyện tập. Đó là cơ hội để các em được tuyển vào vũ đoàn của thành phố. Tiếp tục đi. Nào, chúng ta bắt đầu bằng vũ điệu vals, nữ hoàng của các vũ điệu. Chắc không tới lượt mày vô vũ đoàn đâu ha? Tới lượt mày chắc. Năm lên 7 tuổi, tôi bắt đầu tập những bước nhảy đầu tiên. Cha tôi là thầy dạy của tôi. Thuở ấy, ông thường kể cho tôi nghe về những vũ hội thần tiên trong truyện cổ. Nơi đó, hoàng tử và công chúa gặp nhau, rồi ngọn gió từ thiên đường thổi vào lòng họ một tình yêu tuyệt đẹp. Cha tôi mãi mãi nâng niu một mối tình. Ông đã cho tôi lớn lên trong niềm tin rằng tình yêu là một điều gì bất biến và vĩnh cửu. Tôi vẫn đinh ninh sẽ gặp hạnh phúc dễ dàng, để rồi giữ mãi trong vòng tay bé nhỏ. Ngày giỗ mẹ, con muốn mời vài người bạn tới nhà mình nghe ba. Ba rất vui. Let's go, let's go. Okay, okay. Why don't you look at this motherfucker? Quái quá. Hỏi máy đi kìa. Dậu mẹ lo hết. Kiểm tra xu nó đi. Xu đâu ra? Anh này quen xài vé không à? Cho mình sửa chị Dậu. Tôi chưa thích cà phê nha. Hỏi người mình để sáng tạo số tháo. Nội dung sự tin là phần tất yếu của cuộc sống. Hàng hiệu nguyên chất, bản lĩnh đàn ông thời nay. Chị ơi, lắc qua, lắc lại, lắc đi, hoài trái. Cam chất lượng cao giá không đổi. Hàng trả góp mà cũng bị đặt. Đưa coi. Bao nhiêu? Cái này hả? 7 chai. Hàng đua nóng, đặt một ghi chép hình vô tư. Wow, tuyệt tác thiên nhiên qua dạ. Chép ảnh siêu sao siêu quậy chứ gì. Ê, đừng có coi thường, nghệ thuật đỉnh cao, hàng sim đó nha. Mày làm ơn bớt nổ quá đi cho tao nhờ. Tao đi shopping đây. Thôi mà anh hai tha cho nó đi. Toàn là thỏ với bóng không mà mày đặt. Ta lê cha vừa thôi nha mày. Coi chừng đó. Bảo trọng nha cưng. Dạo này nhiều loại thuốc mê không hiểu lắm đó. Cảm ơn. Hồn ai nấy giữ. Tụi bay chỉ giỏi nghĩ bậy bạ. Không xà tầm hợp đó nha. Mày bỏ tụi tao gì hả Dung Sĩ Tiên? Nó luôn đổi mới mà. Đám thằng Cường chơi thuốc lắc, hàng trắng từ mưa. Con quỷ Dung dính cái mày. Tao biết hỏi ai. Chạy đi mày. Nè nè. Nè Hiếu. Thằng. Nè, tôi tăng thêm lương cho cậu, được chưa? Cảm ơn chú. Cháu không thể tiếp tục. Cậu muốn làm khó tôi chứ gì? Đúng ra cậu phải báo trước để tôi còn kiếm người chứ. Cháu không còn hứng thú làm công nữa. Cháu muốn tạo dựng một cái gì đó. Cậu cũng khá nổi đâu. Dạ, cháu cần tự khẳng định mình. Cho tao xuống đi. My, My ơi. Chị Lan, chị vừa cãi nhau với anh Hiếu phải không? Con người nó quái lạ, cứ hay thay đổi sành soạt mọi thứ. Mày có cần thiết đi học Anh Văn không? Học ngày không xi nhê, phải tranh thủ học đêm chứ mày. Chị còn giết không? Dạ, cảm ơn. Mấy anh chu đáo quá. Bà cho con thêm một xị rượu thuốc nữa. Chỉ còn rượu trắng à cậu ơi. Mời. Cảm ơn. Một ly rượu có thể rửa hết tất cả mọi nỗi buồn trên thế gian này cộng lại. Thất vọng, thất nghiệp hay thất tình. Vô. Bộ gió như chú em, có khối người phi nước đại, hút tiền thiên hạ nhẹ nhàng hơn việc cạn một ly. Cũng muốn hút lắm, nhưng không muốn quỵ lụy hay bóp cổ ai. Tất nhiên rồi, hãy tới chỗ tôi. Rất lý tưởng cho chú. Thảo Viên Cửu. Anh có lý. Ở đây tất cả đều không tệ. Vô đi. Cứ vào cuộc chơi. ngày về nghề đủ ấm. Anh thằng mới phải không? Dạ. Biết chịu khách chứ, còn làm quý bà hào phóng, sẵn sàng có đẹp. Quen đi. Xin lỗi nha. Bảnh trai thì lo gì, nhảy giỏi chỉ là ưu điểm đứng hạng thứ hai. Các bà tới đây cần thứ khác. Thứ gì? Khỏe mạnh, lịch lãm, nhà mạnh biết điều. Rồi được gì? Làm tới đâu được tới đó, không ai ép ai, đôi bên cũng có lỗi. Được không? Được không? Nhưng mà cái gì không? Mỹ rất này. Để chung sống với mẹ con, bà phải từ bỏ nhiều thứ và chấp nhận, rồi gắn bó với nghề vũ sư. Ngày xưa mẹ con là nữ hoàng Dạ Hội phải không ba? À, nói đúng hơn là ngôi sao của vũ trường Đêm Màu Hồng. Con có xấu hổ vì mẹ con là vũ nữ không? Dạ không. Ước gì sau này con cũng gặp được người con trai chung thủy như ba. Phần thưởng xứng đáng cho cô Lan đây. Dạ, cảm ơn giám đốc. Trưa nay em xin phép mời tất cả các anh chị đi ăn cơm. Cô bé dễ thương ha, cho anh thêm một cái hôn nữa nha. 내가 신나의 그 누구도 믿지 않아 나도 Take it down, yo nigga with a gun, we'll wipe out Yo nigga with a gun, we'll put you down Yo nigga with a gun, we'll strike out Take it kneel down, we'll take you down Yo nigga with a gun, we'll wipe out Yo nigga with a gun, we'll put you down Yo nigga with a gun, we'll rock you, knock you Nigga with a gun cho con gửi tiền điện, tiền nhà. Cảm ơn. Sao trễ vậy? Còn dư thời gian chờ mà. Mất ngủ, ngủ quên. Chơi khuya cho lắm. Hiếu, mày chẳng ra làm sao? Mày chơi hụi phải không Lan? Mày phản đối chơi hụi lắm mà. Cần gấp bây giờ thì chỉ có hơn 5 triệu. Tao đang xây một dự án mới, mày sẽ thấy rất đáng đầu tư. Phận tụi mình xin làm công á, còn chày chật. Tao cần gấp, mày cứ hốt liền nha. Không dám. Ngon quá ha. Đừng có mà mơ đốt tiền của tao. Cầm đi. Phần ID của mày giúp tao. Còn chuyện hốt hụi để tao suy nghĩ lại. Mày chịu làm thì đâu có thua ai. Chúc mừng, coi như tao nợ mày. Cẩn thận nè, coi chừng té đó. Bé My nhờ tao mời mày trưa nay tới nhà ăn cơm. Không được trễ nải đâu nha. Tao thề, để bụng thật đói. Nè Lan, chờ tao chở đi cho. Quá tuyệt chiêu. Tụi bay bệnh hoạn quá. Ai mà cũng làm quen. Đùa thôi, gặp mấy lần rồi. Đẹp trai lắm đó. Chơi bè quá thì cho ra rìa. Mời. Dạ, chàng nào mà lấy được My á là trúng số độc đắc. Vừa đẹp, vừa ngoan, vừa nấu ăn giỏi, học hành cũng giỏi nữa. Chị Lan mới đáng nể. Nếu My là con trai sẽ không tha chị đâu. Phải không anh Hiếu? Sao anh Quang lại tới? Anh đăng ký học khiêu vũ. Dạ, mời anh vô nhà. Ba, có bạn con xin nhập môn. Vậy à? Tây Quang này mở chiến dịch tấn công em đó. Tha cho em đi mà. Bắt đầu chiều mai, anh thổi giáo sư My được không? Tất nhiên, anh là bạn thân chị Lan mà. Anh muốn được kèm cấp tốc và đóng học phí sau nha. Chị không dám bảo lãnh đâu nha. My yên tâm, anh là chuyên gia vẽ trả nợ cho chị Lan đó. À, ba em cũng đang muốn sửa lại phòng dạy nhảy. Là chuyện nhỏ, anh chỉ sợ không giữ ý sư My thôi. Sao bỗng dưng nổi hứng học nhảy vậy? Vui. Công việc thôi. Từ thứ hai tới thứ bảy, sáng chiều đều có lớp. Dạ, cháu xin đăng ký buổi chiều tất cả các ngày ạ. Cậu học để hành nghề à? Dạ không, chỉ là để khỏe và thêm tự tin khi giao lưu với mọi người thôi ạ. How much is this? $2. Can you tell me how much this is in dong? Excuse me, sir. Please give me all my $2. Why? Can you just cut the price just a teeny bit, please? I'm sorry, sir. I only sell one price. Oh, come on. Give me a break. Come on, Eric. Come on. All right. Here you go. Thank you. Eric. Chơi bia ở đây có khuyến mãi sồi quá đã. Bánh bào chứ. Ê, chơi cái gì vậy? Sơ ý thôi. Đẹp mà dữ quá. Vui vậy không đi? Vui gì với tụi mày? Đi chơi tụi mày biết liền. Ok, coi như không có gì. Cho nó bốc hơi. Tụi mày quên nó luôn, chơi luôn tụi mày. Thằng này đâu còn láo vậy? Ê, giỡn chút làm chữ vậy mày. Thôi thôi, hiểu lầm rồi. Thật bộ láo. Thôi mà, bạn gái tao đó, cái mạng yếu thì đừng ra gió. Thôi thôi mấy cha. Anh, về trước đi. Có gì hay ho đâu, mà em nán lại đây. Được rồi mà, anh về đi. Tùy em. Mấy anh cũng vừa phải thôi. Bỏ đi. Bây giờ 261 nghe, tụi tao chờ. Ê, Đi chơi không cưng? Được không? Món mày thích nhất đó. Cần tao phụ không? Từ nay mày cứ nhận thoải mái tất cả các đơn đặt hàng. Ở đâu ra, gấp lắm người ta mới kêu tới mình. Sao lần này mày tăng tốc đột ngột vậy? Tao cần kiếm tiền thật nhanh và thật nhiều. Để làm gì? Tao muốn chinh phục Dung. Mày chả hiểu gì về phụ nữ cả. Họ chỉ khao khát một trái tim chân tình. Đúng, nhưng mộng mơ, tiểu thuyết quá bà ơi. Đợi cảm nhận được điều đó thì người ta đi lấy chồng rồi. Nhưng dùng tiền thì chả hay ho gì. Tao không ngờ. Có chút thủ đoạn để yêu thì cũng không ai xử tội. Mày có chắc là yêu được dài lâu với con bé đó, hay yêu cái vỏ giàu sang của nhà nó? Nói thật nha, yêu cả hai. Tao không muốn vào đời bằng con số 0. Quá chủ quan, tao không bao giờ tin. Mày biến ý tưởng đó thành hiện thực. Tại sao? Dùng tiền để được yêu quá tầm thường. Thực tế chút đi. Một trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh. Được rồi, ráng mở mắt mà coi tao chứng minh, mà đề phòng. Theo mày, muốn có bạn gái thì phải có tiền và thời gian. Có lý. Mà thời gian là tiền bạc. Suy ra gái bằng tiền nhân với tiền, tức là bằng tiền bình phương. Con gái đáng sợ thật. Dùng tiền tán tỉnh gái bằng với tội ác. Tào lao vừa thôi. Mày cũng chịu khó sưu tầm quá hen. Đúng, con gái tham tiền là căn nguyên của tội ác. Không thừa đâu, hãy cố mà suy nghĩ. Ngạc nhiên chưa? Của hồi môn hả? Cứ cho là vậy đi. Dự án của mày xây được tới đâu rồi? Tao về. Sáng mai tao qua đón. Đợi tao một chút. Chà, kỳ cóp dữ hen. Ai như mày? Mồ hôi nước mắt, không phải trúng số trời cho đâu. Nặng lời quá, ai dám dây. Dù sao cũng cảm ơn. Mấy ngày rồi mày chui nhủi ở đâu mà tao tìm hoài không ra? Trong nhà má. Mày tính chuyện gì nữa vậy Hiếu? Dạ con chào bác. Mời bác xem. Có phần thẩm mỹ chỉnh chu hơn cha con mình ước định. Đến Hiếu bắt tay sửa chữa liền hả ba? Cũng được, nhưng con phải khéo, đừng cho vượt quá khả năng tài chính nhà mình. Dạ cảm ơn. Con nói là đi học. Cô giáo bận họp, vậy bù 2 tiết sao? Chắc không ở trường ôn bài. Mẹ, con gội đầu rồi trở lại học có sao đâu mẹ. Mẹ có việc, trưa nay không về nhà. Con biết mà. Mấy kiểu này đang thịnh hành đó, cưng chọn đi. Cháu muốn có xì tin riêng, cô làm theo ý cháu nha. Tất nhiên, khách hàng là thượng đế mà. Tuần nay mày biến đi đâu vậy? Suy tính chuyện đời. Đã, đang và sẽ làm gì? Tao rành mày quá, đi uống cà phê không? Sáng giờ tao chưa ăn gì. Nhanh lên, bánh mì đang chờ. Anh Hiếu, nguy hiểm quá. Em lo gì? Nó hả? Chán cơm rồi. Sữa sạch kháng độ là ok. Đổi máy có hệ thống phun xăng Soco này. Chỉ sợ nhà động sẽ cầu chạy không nhiều mà rơi ra từ mảnh hết. Mày còn dây thần kinh mắc cỡ không vậy? Ít ra cũng nói vài câu vui vẻ chứ. Ăn cơm chúa thì phải múa. Bắt đầu đề tài gì đây? Chính trị thì khô khan, mà tình yêu thì nên yêu hơn là nên nói. Em tin rồi phải không? Đầu của nó có vấn đề. Anh Hiếu nói cũng có lý. Chị ơi, tính tiền đây nha. Chị, em xin được chiêu đãi. Chuyện tình yêu của mày á, không nói ra được thì ngâm luôn đi. Chờ tới khi nào thành rượu cưới á, nhớ mời tao. Mới cho ăn lại muốn móc ra hết phải không? Xin lỗi nha, mấy bữa tao kẹt quá không đưa đón mày được. Tao đi nhờ xe mi được rồi. Mày liệu hồn, giữ sức khỏe giùm. Mỗi khi gặp anh Hiếu, em thấy vui quá à. Vậy hả? Thấy khó ư? Em không kham nổi. Bây giờ làm gì? Thấy em không vui, nên anh muốn hậu chuyện. Anh gọi đi đi. Em cho anh hết cả điện thoại tới sáng. Từ bây giờ em đừng quên số điện thoại anh nhé. Cả ngày bà làm cái gì mà nó học hành ra sao cũng không biết nữa. Ông có thật lòng quan tâm đến gia đình này không? Bà có giỏi thì bước ra đường mà làm ăn. Để tôi ở nhà nghỉ cho khỏe. Ông làm ăn giỏi lắm, ăn chơi cũng đâu có vừa. Dung, Em bấm chuông, đừng leo vào nguy hiểm. Good night. Ngủ ngon. Một lời chúc nghe chán nhất trong năm. Anh chở em ra nét giùm. Khuya lắm rồi. Ok, xin mời công chúa bướng bỉnh. Em muốn đi ăn, rồi về nhà anh ngủ. Anh có nằm mơ không vậy? Anh sao vậy? Đơn giản là em đói bụng, buồn ngủ và không muốn về nhà. Ngày xe ôm này vất vả thiệt. Cối người muốn như anh mà không được đó nghe. Xì tin này có mới lắm không? Đảm bảo có lông sàn cho em ngon giấc. Không có án mạng gì xảy ra đâu mà sợ. Yên tâm đi. Không sao đâu, rắn anh nuôi mà. Leo lên đi, anh giữ thang cho. Để em coi em bị chập điện đến cỡ nào. Con quỷ. Ê, tao vừa trúng mánh, bao mày đi ăn sáng. Một giây cũng bị tính tiền. Mày đi mày hip hop cho sướng với tụi nó. Bộ mày kẹt với ai hả? Với trai được chưa? Vừa thôi. Tụi mày coi tao là thứ gì hả? Anh bị khùng từ khi nào vậy? Cũng gần đây thôi. Từ lúc không biết phải làm gì để cho ai đó chú ý tới mình. Có khùng mới hiểu nổi cái kiểu của anh. Không sao. Câu này nghe chửi mắng riết rồi cũng thấy sướng. Anh có nghề sao không đi làm? Không thích bị ràng buộc. Cũng như em, thích trốn học. Ba mẹ em học giùm, làm giùm rồi. Em tranh thủ chơi cho biết đời vài năm, rồi lấy chồng, sinh con. Lỡ mãi chơi quá, tuổi già đến lúc nào không biết thì sao? Thì tìm người ăn nói có duyên. Là anh đó. Em thăng đây. Em không sợ à? Lỡ anh là người không tốt? Có trời mới biết ai là người tốt người xấu. Giỡn thôi. Không phải mì ăn liền đâu nha. Cấm anh đó. Nếu có ý nghĩ bậy bạ thì tự giải vô mặt mình. Em ngủ đây. Anh muốn ôm lấy em trong vòng tay này. Em đừng vội đi bỏ tôi nơi đây. Xin trái tim mãi vẫn vương một chút đây. Dù là dối rắn hay là rắn rối, theo mãi con gió đưa em về thiên đường. Thiên đường của anh Hiếu chỉ hối em thôi. Em hỡi phương đó nhớ chăng người phương này. đêm hoài nụ hôn đã mãi xa bay. Thiên đường giờ đâu em, mà em cứ mãi trôi về chỗ nào? Thiên đường mình em thôi, chỉ còn mình anh bên trời thương nhớ. Con đường tình yêu xưa, mình anh đứng ngóng em về gió mưa. Thiên đường giờ xa rất xa, tìm trong cơn gió một nẻo đi về. Anh muốn ôm lấy em trong vòng tay này, em đừng vội đi bỏ tôi nơi đây. Xin trái tim mãi vẫn vương một chút tình, dù là dối gian hay là gian dối. Theo mãi cơn gió đưa em về thiên đường, thì em được quanh yêu chỉ mỗi em thôi. Em hỡi phương đó nhớ chăng người phương này, tìm hoài nụ hôn đã mãi xa bay. Thiên đường giờ đâu em, mà em cứ mãi trôi về chỗ nào? Thiên đường mình em thôi, chỉ còn mình anh bên trời thương nhớ. Con đường tình yêu xưa, mình anh đứng ngóng em về gió mưa. Thiên đường giờ xa rất xa, tìm trong cơn gió một nẻo đi về. Thiên đường giờ đâu em, mà em cứ mãi trôi về chỗ nào? Xin lỗi. Thiên đường mình em. Uống cà phê, ngắm cảnh, được tâm sự, thật lãng mạn, đúng không Sư My? Sư My hoài, My được rồi. Ước gì em được sống trong một căn nhà nhỏ màu hồng, được cưỡi con ngựa trắng, phi nước kiệu trên những con đường mòn giữa rừng thông bạt ngàn. Anh cũng muốn dâng tặng My cả một tòa lâu đài, nhưng chắc em phải đợi hơi lâu. Lâu đài tình ái hả? Thật không anh? Thật lòng đó. Là bao lâu? Thử xem em có chờ được không? Anh cố gắng dành dụm chắc khoảng 60 năm. Anh này lúc nào cũng thích đùa. My cười dễ thương hơn hoa hậu mới đăng quang. Dẻo vừa thôi, mắt anh nheo nheo đẻo lắm, nhưng cũng có vẻ hay hay. Hay chỗ nào? Chẳng giống ai. Bởi vậy anh cô đơn hoài. My tin ít nhất cũng có người luôn nghĩ tới anh. Nhanh, nhanh vậy, mày muốn lập kỷ lục Guinness hả? Không ngủ được, quẹt chơi đỡ buồn. Nghiêm túc đi, đề án cửa hiệu của mày đâu không thấy. Theo tao vào làm ở đây nha. Tao cần thời gian làm việc khác. Long nhong theo con nhỏ đó chứ gì. Mày có thể gọi cho tao bất cứ lúc nào. Chào ông designer, ông định giở trò gì nữa đây? Thời đại thông tin, mày cũng nên sắm điện thoại. Phải rồi, xì tin cho đủ công lê đi cô gái. Đồ phí phạm, tự lo ăn ở chưa xong, còn mày đặt. Mày la mắng tao nhiều rồi, có giỏi đi cùng trời cuối đất cũng không kiếm ra thằng bạn tốt như tao đâu. Ừ. Chơi gì mà chơi giận? Ma ám mày rồi. tao rủ tao không đi. Biết trước phải làm gì tao chết liền á. Mấy thằng khốn kiếp này. Kẻ thù cho đo dáng rồi hả? Để anh tải phần mềm Eternal Pro. Áo giáp rất hữu hiệu. Tốt nhất làm đừng gây sự. Chạy đua vũ trang. Cuộc chiến cung kích bút sẽ chẳng qua chiến thắng đâu. Alo. Lẽ ra thì mặc sát, nhưng mày chát giết thâu đêm như vậy, có đáng gì không? Quả nhiên là cao thủ, bắt ca đến 3-4 tài luôn. Tao ức lắm, không nói không được. Mày đã quá trớn rồi. Bữa nay mày theo dõi tao nữa à? Tao đang làm việc mà Lan. Vô tư, dễ thương quá. Thôi đi. Mày còn nhớ đã từng thề nguyện những gì không? Mày sao hay quan trọng quá vấn đề. Quan trọng chứ. Vì quá tin lời mày. Bằng mọi giá, tụi mình phải chăm chỉ học hành, ráng kiếm được thật nhiều tiền. Khi giàu có rồi, sẽ giúp những trẻ em cùng cảnh ngộ mồ côi. Được rồi, tao nhớ. Tao sẽ làm theo cách của tao. Tao cũng ráng chống mắt lên coi mày làm nên trò trống gì. Đi ăn chút gì rồi go home. Go. Xe này không hợp với anh chút nào. Anh cũng muốn đổi nó. Đổi cuộc đời anh. Đổi cả thế giới này. Đừng có mơ. Mời hai người đẻ. Người con gái đang khóc âm thầm lặng lẽ nhớ ái. Đây. Kẹo chống sự buồn ngủ ngay tức thì. Có duyên ghê. Kẹo sữa tăng cường DHA, duyên dáng mảnh mai. Chào sư My, trò xin thọ giáo. Anh Hiếu. Đào hoa quá ha. Đúng giờ quá. Anh đang rất dư thời gian, không biết có ai mua không? Người thích đùa, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Được lắm, hãy đợi đấy. Có gì ghê gớm đâu mà rủi bu tùm lum hả? Nè, đừng có xỏ mũi vô chuyện của tao. Thua rồi cưng, ít ra cũng phải biết ôm đàn đứng dưới cửa sổ mỗi đêm thì quả mai. Ê cô, dạ sẵn tiện chờ My đi học, cháu muốn xem hai người. Cháu vào trong mà ngồi. Dạ. Anh ta bảo vệ My kỹ quá ha. Anh Quang chỉ là bạn đồng hành đến trường thôi. À. Nè, thiên thần đáng yêu, em đang bay cùng ai đó? Tự nhiên có một người cứ xuất hiện rồi lại biến mất, cứ lượn lờ qua lại, làm em chóng mặt quá. Em tìm thấy chưa? À, thấy hoài à. Người ta đang nheo mắt cười nhưng cứ mờ mờ ảo ảo. Người ta đang đi tới kìa. My, Lan. Ừ. Chết mất. Dễ thấy vậy, em tìm làm gì? Anh Quang, cô anh bảo quên. Chương trình thời trang trẻ trung, bốc lửa, phát triển liên tục. Mở cửa nhanh lên, đưa chìa khóa đây. Nè, lấy đi. Không có giỡn đâu nha. Đưa chìa khóa đây. Đâu rồi? Bớt người ta cứu tôi với. Đưa chìa khóa đây. Nè, lấy đi. Nham nhở vừa thôi. Thôi mà, bình thường thôi mà. Vừa nhắm mắt lại, My vẫn nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh. Anh Hiếu ơi, My ngốc nghếch quá. My không được khỏe, vài ngày nữa cậu hãy tới. Dạ, con xin 1-2 phút thôi. Cậu thông cảm cho. 해봤자 너 손해 머리 좀 굴릴 줄 알면 나대지 말고 진실이고 나발이고 조용히 입 닥치고 살아가라 그게 너의. Dạ con chào bác. Chắc nó chơi quá liều. Con cứ nghỉ ngơi đi cho mau lại sức, bữa khác dậy bù. Cậu Hiếu này có vẻ bận rộn thất thường. Cậu ta thông minh, linh hoạt, chỉ tiếc tư cách kém, khó tin. Kém? Ba, tư cách làm sao thì mới tin được? Cách ăn nói, kiểu sống lông bông. Bà không an lòng. Ngày xưa ba bất chấp tất cả, sao bây giờ? Được rồi, ngoan, mau hết bệnh để còn giúp ba nữa chứ. Tới bàn mình nghe. Xin lỗi, tai nạn nhỏ. Một chai ba lay. Dạ. Anh đang kẹt ở công ty. Em đang đâu vậy? Anh phải về nhà quan. Em muốn nhìn thấy anh ngay. Ở đây mưa lớn quá. Một chút anh về liền. Chậm trễ là em đổi ý đó. Em yêu anh. Em nói gì? Có giỡn không vậy? I love you. Cái độ bữa trước đang chờ và đã tăng giá. Có gì đâu mà do dự. Đã vào cuộc rồi thì cứ thử nếm đủ mùi cho sướng. Đây, ưng luôn một lúc. Coi địa chỉ nhớ tới đúng giờ. Không, tạm lắm. Anh đừng coi thường em. Đồ lớn, người ta đóng bảo kê hết rồi. Đừng có chạm vào đám giang hồ ở đây. Lỡ rồi. Xử sự như vậy là không thích hợp đâu. Anh, dán giùm em. Dán ở khu vực nào? Đàn ông các anh thích chỗ nào thì dán chỗ đó. Anh thì thích nhiều chỗ, nhưng khó dán. Tóc, gót chân, bờ vai. Dán đây nè. Làm như vậy hả? Ghê quá à. Anh làm gì mà nghiêm trọng quá à. Cho vừa lòng người đẹp. Nhột em. Đúng là Dung xì tin. Bay nhảy, chơi lông nhông về hoài. Em thấy có chán không? Anh chở em về. Vậy đời em hả? Không về. Anh phải đung đưa cho em ngủ. Anh Hiếu, cái yếm xịn mà em thích nhất để quên ở đây đâu rồi? Anh không hề thấy. À, đã có cô nào đến đây rồi, anh giấu em. Không hề. Em là người duy nhất đến đây. Không được lợi dụng đâu rồi nha. 없는 너의 빈자리 바라보는 이 마음 속 깊은 곳에 허전함 아무것도 해줄 수 없던 나를 왜 날 떠나갔어 Another way 아무런 말 없이 Yêu là gì hả chị Lan? Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác. Chị cũng như Ly, tự hỏi con tim mình thôi. Có lúc thì nó nhói lên, có lúc thì nó lân lân thế nào á. Em đến viện tim khám được rồi. coi chừng tao đó. Tao không biết nghĩ gì, làm gì. Sống để làm gì? Sống là để quậy hết mình, yêu đương lăng nhăng hết mình. Con gái rượu của ba đâu rồi? Con đang ôn bài. Ba vô được không con? Nè, có quà cho con nè. Cục cưng của ba. Ông để yên cho nó học. Tôi biết rồi bà. Con gái nhờ đức cha nhiều đó. Chuyện quá. Chả ra làm sao. Bà biết cái gì. Tôi á đang lo cho nó đi học ở nước ngoài. Việc quái gì phải nhớ. Sao mày ngu quá Dung ơi. Anh Hiếu bắt máy đi. Đêm qua Hiếu có lỡ làm điều không phải với Lan, đúng không? Mày không nhớ gì sao? Thôi quên đi, xem như chỉ là chuyện mày say xỉn mà quần áo ướt hết. Tao thấy cần cởi ra cho mày khỏi bị cảm lạnh. Có vậy thôi sao? Thật lòng tao không kìm được cảm xúc. Vậy mà tao lo quá. Mày bạo thiệt đó, dám nhìn tao trong trang phục Adam. Nhưng với mày, tao có bị mất zin một chút cũng chẳng sao. Chẳng lẽ mày không hiểu tại sao tao tự nguyện lo lắng cho mày đến mức ngu si? Bao nhiêu năm qua, người gần gũi chia sẻ và hiểu tao hơn ai hết là mày đó. Tao thấy thương mày lắm. Con gái bản lĩnh như mày hiếm có đàn ông đuổi theo kịp. Vậy sao? Nghĩ chút đi, để tao trổ tài Hiếu Ken Cúc. Người ta đặt hàng và cần giao gấp. Tao chưa hề làm nên trò trống gì xứng đáng với mày. Gần nhau chỉ tổ trút thêm gánh nặng và tốn kém. Tao cũng không biết tại sao lại giữ nó. Cô dùng để quên. Đừng hiểu lầm tao. Màu díu bài khốn. Chị Lan. No, I'm sorry. Why? I don't understand. Chị Lan. Chị Lan, vui quá ta. Cà phê cáp treo là mốt bây giờ đó. Em đưa anh Hiếu đến gặp bạn của ba em, làm giám đốc của du lịch này. Tao cũng mong mày ăn nên làm ra. Thôi, chị phải đi cày tiếp. Lan, ký được hợp đồng, tao sẽ trả hết nợ cho mày. Mình qua tháng này đi. Anh Hiếu, anh là người đầu tiên lại dám không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của Dung Sì Tiên. Em khỏe không? Anh nhiều việc quá. Tự mò đến gặp anh sẽ bị coi thường, biết vậy. Nhưng em đã tìm đủ cách để trốn đến đây. Anh không thích sống trốn tránh ai, với em lại càng không. Thì cứ tạm tin vậy đi. Không hiểu sau khi gặp anh, mẹ em đột nhiên giận dữ khác thường. Em bị cấm cung rồi. Em không thể dối lòng mình. Thật sự em rất thích anh. Khi cố quên thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa. Có lẽ em đã yêu. Em nói thật như đùa hay đùa như thật? Em quyết định ở lại đây với anh luôn nghe. Mặc kệ chuyện gì đến cứ đến. Đừng bướng bỉnh nữa cô bé. Biết đâu mẹ em sẽ nghĩ lại. Nghĩ lại? Em phải cho anh thời gian. À Dung, anh tìm được cho em rồi nè. Anh phải giữ nó làm kỷ niệm chứ, để luôn nhớ đến em. Chắc anh phải dùng nó làm vật pha cà phê mỗi ngày quá. My, Lan có đi học không vậy My? Chị bệnh rồi. Cửa phòng vẫn khóa mà. Chị Lan dặn My rất kỹ là không nói cho ai biết. Sợ quá, anh có chìa khóa mà. Lúc nào cũng vội vã. Đoán chắc anh ta thích sống gấp. Nhịp sống hiện đại, khẩn trương nhanh Hiếu cũng đúng thôi. Hiếu lành mạnh thì đúng hơn. Sao My lại thích một người có kiểu sống như anh ta? Sao My? Cho tụi mình trở lại học, mình cũng vậy. Vậy nha My. Khỏe lại rồi, tha hồ làm gì cả đời không hết. Nè, uống đi. Một thân một mình mà lo bao đồng. Cảm ơn. Mặc kệ tao. Ừ. Mày cũng mặc kệ tao thì có đỡ khổ hơn không? Uống đi. Mày đi đi, tao không dễ chết đâu. Bèo nhèo giống con mèo ướt. Em nhớ anh. Anh biết em không thích năn nỉ ai hết. Em chờ anh. Con gái là ác quỷ mà. My. Lan uống thuốc chưa My? Dạ rồi. Em cho Lan ăn nha. Anh kẹt chút gì rồi quay lại ngay. Dạ. Khuya rồi, ba em trông lắm đó. Nghe lời chị, về đi My. Chị không ăn hết, My không về. Dung, em vô chơi với bạn bè của em. Anh kẹp mấy bản vẽ. Không. Tối nay không xong là anh mất việc luôn đó. Anh phải vô nghe em hát một bài. Vô hay không tùy anh. Dung. Mẹ, con có việc đến nhà bạn con chút. Không đi đâu hết, ở nhà. Mẹ này. Có điều gì nói ba nghe, đừng như vậy. Con không sao đâu ba. Cả đời ba không muốn làm đau một con sâu, một chiếc lá, càng không muốn con gái của ba phải chịu thiệt thòi. Chào bác. Dạ cháu xin gửi tiền thuê nhà. Được rồi. Thanh niên chịu khó làm ăn, tốt phước cho gia đình và xã hội. Bác phải có nhiệm vụ giúp đỡ chứ. Dạ. Khai trương bác nhớ ghé nha. Em khẩn trương cho kịp tiến độ, nhớ tìm đúng mã số này. Dạ. Sao lại dễ tới mức không ngờ. Hiếu không cần phải bận tâm. Đứa con đó là của Lan. Tụi mình đã luôn có nhau 15 năm rồi, đúng không? Thì từ bây giờ rất cần bên nhau. Lan không muốn xa Hiếu, mất Hiếu. Nhưng Lan không phải là người mà Hiếu theo đuổi. Hiếu không cần tỏ ra trách nhiệm vì lòng thương hại. Đời mình chịu mồ côi lạc lời, thiếu thốn bơ vơ đã quá đủ rồi. Hiếu không muốn tình cảnh đó lặp lại. Mình chọn ngày rảnh rỗi làm đám cưới. Hiếu không hề yêu Lan, đừng ép mình gắn bó. Hiếu không cho Lan cái quyền tự định đoạt cuộc sống mình ra sao thì cũng phải sống. Đừng suy nghĩ nhiều, thành bà cụ non đó, bà xã của tôi. Lan nói đi, Hiếu nghe. Tính hết người quen, bạn bè, cô thầy cũ ở mấy ấm tình thương, khoảng 3 bàn. Càng đơn giản càng tốt. Cốt yếu là mình lo cho cuộc sống sau này. Mình chỉ đủ sức chọn nơi nào tổ chức trọn gói, khoảng 10 triệu thôi. Cũng được. Vài bữa nữa xong bản vẽ này mình đi đặt cọc. Máy treo hoài. Hiếu ra ngoài thuê máy làm cho xong. Mời. Dạ, xin mời. Dạ. Ba, con thấy ngộ quá à. Đám cưới này chắc lạ lắm, vui lắm. Tình yêu mà con, tuổi tác có là vấn đề gì đâu. Xin cảm ơn tất cả. Hy vọng mọi người chung vui cùng chúng tôi đông đủ. Này, cưới xong đừng dụ nhau trốn học nha. Thầy ơi, bao giờ thầy cho tổ chức ăn mừng ngày cưới của My đây? Em mặc cái này vừa lắm á. Chú rể ơi, lại xem cô dâu nè. Đẹp lắm đó em. Để Tâm lo cho cô dâu một chút đi chú rể quý ơi. Hiếu, xong chưa Lan? Cái này hay cái màu hồng? Tuyệt quá phải không? Ừ, đẹp thật. Bạn tôi vốn đẹp sẵn rồi mà. tùy Lan chọn, cái nào cũng được. Nếu cô dâu chọn mẫu này thì chúng ta giảm giá nha. Có tự chọn được mẫu nào không em? Em chọn mẫu này nha. Đẹp quá. Ủa, Lan xin nghỉ vài ngày mà. Không có, tôi giao bản vẽ cho sếp của Lan. Anh may mắn lắm. Chà, người ta sắp lấy vợ có khác. Cũng nên giữ chút phong độ hào hoa trời cho. Hẹn gặp ở tiệc cưới nha. Tâm sự rồi, đừng giấu em. Nè, chẳng biết nên vui hay không. Chị sao vậy? Thật tình chị chưa muốn lấy chồng. Chị làm em bất ngờ quá à. Lâu nay giấu kỹ ghê luôn. Chú rể là ai? Đẹp trai, thông minh, vui tính bằng cả anh Hiếu không? Em đến dự rồi biết. Gửi cho Quang giùm. Chị còn đi mấy nơi. Để em đưa chị đi. Được rồi, nhà bạn chị gần đây. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Hồi xưa bằng tuổi em, người ta đã 5 con cùng chồng. Chị cần gì để em lo phụ. Hay là để em làm phù dâu nha. Anh Hiếu thích đơn giản. Bác con về. Hiếu không biết làm gì để Lan đỡ mệt. Hiếu phờ phạt lắm. Thôi ngủ đi Hiếu. Nếu ngủ đủ giờ thì mất hết gần nửa cuộc đời. Không làm được gì. Mà Hiếu còn quá nhiều việc phải làm. Thì cùng nhau làm. Lan không muốn Hiếu kiệt sức. Ừ, cũng mệt thật. Nhiều lúc Hiếu cảm thấy hai đứa mình như sắp phải lên tàu, trong khi chưa chuẩn bị hành trang. Vẫn còn kịp mà Hiếu. Giá như mình chậm có con một thời gian. Hiếu, Hiếu đã chọn được Lan, một cô gái nhân hậu và giàu nghị lực. Cũng tốt thôi, cũng đáng mừng. Con hiểu. Chẳng lẽ hễ ai đến trước đều có quyền sở hữu mãi mãi? Anh Hiếu không hề yêu chị Lan, cũng như con không hề rung động với tình cảm của anh Quang. Ba tin một ngày nào đó con sẽ tìm được một người yêu con chân thành. Con không muốn phiền lòng ba, nhưng con không kìm được. Con hãy khóc cho nhẹ lòng. Trong đời người cũng nên có ít nhất một lần phải khóc như chưa từng được khóc. Em đành phải nghe theo sắp đặt của ba mẹ thôi. Em nghĩ như vậy cũng tốt. Tốt cũng không hẳn là điều mà em khao khát. Gia đình bắt em phải đi du học nước ngoài. Anh tin dù có phiêu du đến đâu, em cũng không để cho ai bắt nạt. Chính anh đã làm cho em biết khóc trong nhiều ngày qua. Anh rất tiếc, nhưng một cô gái tự tin như em sắp được đổi mới cuộc sống là phải vui lên chứ. Em sẽ mail cho anh thường xuyên. Chúc anh hạnh phúc. Hiếu ơi, Lan đi đây. Cảm ơn Hiếu đã đối xử tốt, đã cho Lan những niềm hạnh phúc tưởng chừng chỉ được có trong giấc mơ. Lan vẫn không dơi nỗi ngỡ ngàng khi sắp có một đám cưới giữa chúng ta. Bọn mình ngoài lòng tốt ngô nghê và tình bạn chân thành, tí tình cảm trai gái bồng bột ra chẳng có gì dành cho nhau cả. Lan nghĩ hạnh phúc có được không chỉ nhờ vào lòng tốt, mà phải có tình yêu, duyên phận và cả nhiều thứ nữa. Lan rất muốn níu giữ một đứa con mang hình hài, gương mặt, nụ cười, tính cách của Hiếu, nhưng chưa hẳn đã muốn có một ông chồng như Hiếu. Tụi mình sẽ trưởng thành hơn sau những đổ vỡ. Hiếu còn có tình yêu phía trước. My vẫn thầm yêu Hiếu đó. Cầu chúc Hiếu hạnh phúc. Thương Hiếu nhiều lắm. Tao trả tự do cho mày đó, Lan của những ngày đã qua. Lan ơi, Hiếu không cam lòng phó mặc cho Lan phải chịu nhiều thiệt thòi và tủi hổ xót xa trên hành trình bôn ba đơn độc. Lan ơi, hãy trở về, hãy cho Hiếu cơ hội tìm thấy lại hạnh phúc mà Hiếu đã vô tình lãng phí. Hiếu ra đi. Từ ấy tôi vẫn đếm từng ngọn gió thổi qua khu vườn nhỏ. Cuộc đời và lòng người không ngừng đổi thay, nhưng thiên đường luôn ở trong cội nguồn tình yêu và bao dung tha thứ. Mỗi sớm mai trong giá buốt, tôi chợt thấy yêu vô cùng những ngọn gió đã đến trong đời. Gió nối liền xưa và nay, nối liền những khoảng cách tưởng chừng vô tận. Gió thiên đường ở đây, ngay trong trái tim tôi. Anh muốn ôm lấy em trong vòng tay này, em đừng vội đi bỏ tôi nơi đây. Xin trái tim mãi vẫn vương một chút đây, dù là dối rắn hay là rắn rối. Theo mãi con gió đưa em về thiên đường của anh Hiếu chỉ mỗi em thôi. Em hỡi phương đó nhớ chăng người phương này, tìm hoài nụ hôn đã mãi xa bay. Thiên đường giờ đâu em, mà em cứ mãi trôi về chỗ nào? Thiên đường mình em thôi, chỉ còn mình anh bên trời thương nhớ. Con đường tình yêu xưa, mình anh đứng ngóng em về gió mưa. Thiên đường giờ xa rất xa, tìm trong cơn gió một nẻo đi về.